Ngày 4 tháng 9, 3 chuyến bay chở 429 thai phụ và người thân từ các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đã về Lâm Đồng an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Việc đón thai phụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, phân luồng riêng theo từng địa phương để thai phụ và người nhà thuận tiện di chuyển lên xe, tránh tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Tất cả đều vui mừng trong chuyến trở về đặc biệt này. Chúng tôi biết rằng là sự khó khăn vất vả, nhưng mà đây là cũng là trách nhiệm, là tình cảm. Chúng tôi cảm thấy rất là vui khi được phối hợp với lại các anh chị các sở ngành, phối hợp với 12 huyện thành phố, phối hợp với 11 tỉnh thành phố để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ rất là có ý nghĩa này. Chúng tôi đã đi kiểm tra tất cả 12 huyện thành phố về các nơi cách ly an toàn nhất, tốt nhất cho thai phụ và người thân khi trở về cách ly, đảm bảo công tác phòng dịch. Trực tiếp ghi nhận tình hình, kiểm tra công tác đón đưa, đảm bảo an toàn cho thai phụ, đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, của sân bay Liên Khương cùng hãng hàng không Bamboo Airways trong việc phối hợp chặt chẽ, tham mưu các nội dung để hoàn thành chương trình đón thai phụ về địa phương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã chủ động liên lạc, nắm danh sách thai phụ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng, đang ở các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, có nguyện vọng về sinh con tại địa phương. Trước khi lên máy bay, tất cả thai phụ và thân nhân đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế cùng các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa các vấn đề sau khi công dân về địa phương, tổ chức sắp xếp bố trí nơi cách ly hợp lý, đảm bảo an toàn cho thai phụ khi sinh. Các địa phương có trách nhiệm lo cho thai phụ và thai nhi sau sinh, đảm bảo phòng dịch.